Vậy là ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2018, ngày hôm nay là ngày xử sáu tập trung cái hội anh em dân chủ phản quốc, và cũng đúng như những cái kịch bản của những lần xét xử các phần tử là dân chủ phản quốc khác. Hiện nay bè lũ cái đám dân tham như Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thúy Hạnh và một số mấy cái tên dân chủ cội bờ hồ khác đang tập trung lại tòa án nhân dân, đó là thành phố Hà Nội, nơi xét xử cái đám là hả phản quốc dân chủ này, là sáu tên trong cái hội anh em dân chủ. Và hiện nay thì tụi nó đã bắt đầu lố mặt ra để đến đó là gì, diễn trò hề, để quay phim, để chụp ảnh, để gửi sang nước ngoài cho đám chống cộng, để gì, để chúng nó tiếp tục bi ai, để rào rú, để chúng nó gì, giải ngân để kiếm được những đồng đô la. Và có lẽ bà con nhân dân thủ đô nên gì, nên đến đó xem và đồng thời nhận diện cái bản mặt của đám dân chủ cũ này, và đồng thời phải dạy cho chúng nó một bài học để cho chúng nó biết rằng đừng nên diễn những trò hề ở trên quê hương đất nước này để tạo cớ cho bọn ngoại bang nó can thiệp vào đất nước của chúng ta. Tất cả các cô chú, các anh chị em mà cờ đỏ là đất thủ đô, hãy tập trung đến là chỗ tòa án này để xem là gì, để xem bọn là dân chủ phản quốc, cái đám dân chủ bờ hồ nó diễn hề, và hay hơn cả là chúng ta xem nó là diễn hài trên tivi nữa. Cầm những cái miếng giấy là gì, dương lên rằng nó là gì, hội anh em là dân chủ phản quốc này, vô tội, dân chủ thì không có tội, vân vân và vân vân, chui rút ở một cái trong một cái góc. Sau đó là gì, hiện tại nó bị công an phường là hốt tất cả về về cái tội là gây mất cái là trật tự nơi công cộng. Chắc có lẽ là anh em cờ đỏ đất thủ đô cũng nên nó là tranh thủ đi tìm bọn chủ cội và sẵn tiện gì dạy cho chúng nó một bài học để gì? Để chúng nó bảo rằng là tất cả người dân Nam của chúng ta là trở thành an ninh hết rồi, đúng không? Để tụi nó giúp tụi nó có thêm mớ tiền nữa. Tụi nó hiện giờ đang đói khát lắm rồi, nhân những cái vụ việc mà xét xử mấy cái đám đó là hả dân chủ cội này, tụi nó mừng lắm. Để gì, để có dịp là quay phim chụp ảnh bi rỡ ra nước ngoài để kiếm đô la lẻ nó giải ngân cho sống, chứ từ đầu năm tới giờ tất tần tật không có được tiền, cho nên nó là đói khát dữ lắm rồi. Cho nên chẳng có gì lạ mà tụi nó tập trung đến đó đông như vậy để tụi nó hú. Mà các anh chị hãy để ý đi, tất cả những phiên tòa nào mà xử những cái thành phần dân chủ mà phản quốc ha, là bọn nó gì, là có bọn Việt Tân, cái đám khủng bố Việt Tân ở nước ngoài, tụi nó gì bi rất là dữ. Tụi nó làm như thế thì khá khác nào là gì, cho cái sáu thằng anh em dân chủ này nè, cho nó múc khung luôn vì cái tội gì, hoạt động dân chủ phản quốc, có cấu kết với các tổ chức là khủng bố ở nước ngoài để phá hoại là gì, an ninh trật tự ở đất nước. À, vậy thì bây giờ cái đám khủng bố Việt Tân này tụi nó công khai ra mặt và ủng hộ cái đám này sáu tên trong hội anh em với là hả phản quốc dân chủ này. Vậy thì bây giờ chứng cứ đã thêm là rõ rành rành là cái sự liên kết của bọn phản quốc là hả hội anh em dân chủ và tổ chức khủng bố Việt Tân, một tổ chức đã bị Bộ Công an Việt Nam xếp vào là tổ chức khủng bố khi có những hành động là khủng bố tại là đất nước Việt Nam, tài trợ khủng bố và tiến hành khủng bố. Đây là một cái tổ chức đã từng gây dựng quân đội ở nước ngoài hòng là gì, hòng về Việt Nam để gây chiến tranh. Nhưng mà bây giờ từ một cái tổ chức khủng bố nhưng bọn chúng lại rất quan tâm đến vấn đề dân chủ và nhân quyền, và chúng đang gì hát hò cái chiêu bài là gì, dân chủ nhân quyền. Con chào cô Tài Nguyên, thì mọi người có ai có thể là cho tôi một cái câu là hả hỏi là gì, từ khi nào một đám khủng bố nó lại là rao giảng về dân chủ nhân quyền vậy? Hả, chẳng ra là dân chủ nhân quyền của đám Tây Long đó chính là gì, dân chủ nhân quyền của khủng bố à?
đúng không? Từ một thằng khủng bố mà bây giờ nó đi rao giảng dân chủ nhân quyền, và bây giờ mấy thằng Tây Long lại đó cho đó là ồ đúng rồi, đó chính là dân chủ nhân quyền của bọn Tây Long chúng ta đó, là nó phát ra từ cái mõm chó của cái đám gì, cái đám là khủng bố Việt Tân. Trời, xem ra thì bọn Tây Long chúng nó bảo rằng cái gì, dân chủ của chúng nó chính là gì, dân chủ của bọn tao là dân chủ khủng bố đấy. Sao nào, một cái tổ chức từng trong quá khứ đã có những cái hành động là gì, tổ chức khủng bố và khủng bố và đồng thời là tài trợ cho khủng bố, đám khủng bố Việt Tân này đã bị Bộ Công an Việt Nam liệt vào danh sách là những cái gì, những tổ chức khủng bố, và thành viên của cái tổ chức này nhiều tên nó phải ra pháp trường và chịu án, và hiện nay còn nhiều tên đang còn rũ xương ở trong tù, cái án chung thân dành cho chúng. Vậy thì từ khi nào mà một bọn khủng bố lại rao giảng về dân chủ và nhân quyền vậy? Bi ai cho 6 tên đó là hả, dân chủ phản quốc trong họ anh em dân chủ. Tôi cảm thấy thật là buồn cười. Và hiện nay thì hàng chục cái pan và những cái website của bọn là gì, của bọn là tổ chức khủng bố Việt Tân này trên mạng xã hội đang gì, đang tuyên truyền và kêu gào rằng là sao, là gì, là dân chủ là không có tội, hỏi anh em dân chủ là không có tội, mà bây giờ nó bắt tay với mấy thằng khủng bố Việt Tân thì tội của mày càng nặng thêm. À, xem ra thì phen này 6 thằng trong họ anh em dân chủ sẽ múc khung đây và bốc lịch dài dài. Tại vì sao? Tại vì chính thằng Việt Tân nó bi ai cho lúc khung lên mà, để nó khẳng định rằng là họ anh em dân chủ này có liên can tới tổ chức khủng bố Việt Tân ở nước ngoài. Thì đây sẽ là những tình tiết tăng nặng cho 6 cái thằng đó là dân chủ phản quốc này. Và nhiều kẻ đang rêu rao rằng đó là những tên đó là dân chủ cội này, hoạt động vì dân chủ là yêu nước, vân vân. Nói thiệt với các vị, với các vị nói tôi cảm thấy à, nghe cái phát ngôn của cái người nó ngu thua cả một con bò. Con bò thấy gì chứ, người ta chỉ nó đi đường nào là đi đường đó, còn các người thua có con bò nó thì tôi quả thật là chào thua, đúng chưa? Các người yêu nước à, hoạt động dân chủ à, yêu nước à, cái gì vì dân à, cho nên là không có tội phải không, không có vi phạm pháp luật phải không? Vậy các người bắt tay với tổ chức khủng bố Việt Tân ở nước ngoài thì đã một cái tội rồi, đúng chưa? Các người nói các người yêu nước, các người gì vì dân vì nước à, nhưng mà khổ nổi các người không công ăn chuyện làm, nhưng là những đám vô công gõ nghề, nhưng mà hả tiền thì xài tiền đô, mà đô đó đâu rỡ ra hả? Ở mấy thằng Tây Long ở Mỹ, mấy thằng chống cộng nước ngoài nó gửi cho các người chứ gửi cho ai, đúng không? Có những cái sao kê đó từ cái tổ chức nào mà nó gửi cho các người á, thì an ninh Việt Nam họ có đầy đủ chi tiết bằng cứng hay bằng chứng đó gì, để cho các người xem hết trơn, đúng chưa? Các người bảo là về phiên tòa nó là xét xử lén lút. Không cho các người giàu thì các người càng nói càng ngu nữa. Bộ mỗi lần muốn xét xử đó, cái là phải thông báo cho các người, lấy xe gíp lại đón các người hay sao? Hả? Các người hãy nói bên là hãy xử án của bố Mỹ các người bảnh coi, đúng không? Tòa nó muốn xử là nó xử. Các người mà vô đó các người léo hánh cho nó, cho các người kẹo đồng ngay. Ơ đó mà sụt kê à. Bọn mày, tụi mày chỉ sủa vì những cái đồng đô la lẻ bẩn thỉu của chúng nó thôi. Chúng mày mà yêu nước cái gì? Dân chủ à? Dân chủ của chúng mày là cái thứ dân chủ gì? Giả cày của mấy thằng tổ chức khủng bố Việt Tân á hả? An tâm, tụi mày hãy chờ đó đi. 6 thằng đó sẽ có cái mức án nó không thấp đâu. Nó sẽ múc khung, đúng chưa? Và để tao nói cho tụi mày biết luôn, cái đám dân chủ cùi và mấy cái thằng anh hùng bàn phím, tụi mày biết trong 6 thằng trên đó thì tao xin thưa với tụi mày, chỉ có một thằng nó sẽ cầm chắc cái chiếc vé xanh của thằng gì, của thằng Bộ Ngoại giao Mỹ cấp cho nó, để cho nó cái gì, để cho nó qua Mỹ nó định cư bởi nó, hiểu không? Cái gì tị nạn đó là hả, gì hoạt động đó là hả phản quốc, cho nên nó là bị đàn áp đó, vân vân, chiêu bài của bọn nó là như thế. Và hiện nay tao xin thưa với tụi mày luôn là cái vé xanh đó cầm chắc trong tay thằng à, một thằng một thôi, còn lại 5 thằng kia ha, kệ cha mày chứ,
chết mày chết đi, tại vì năm thằng kia nó không có giá trị, nó không có quan trọng, chính là thằng cầm đầu nó mới quan trọng. Và thằng cầm đầu là ai? Chính là Nguyễn Văn Đài. Và hiện nay thì coi như các là hả Bộ Ngoại giao của một số nước, gọi là những cái số nước chống cộng ở châu Âu và Mỹ đó, đúng không, hiện nay đã chính thức can thiệp. Và cái việc là họ sẽ cấp một cái chiếc vé xanh, nó là đồng thời gây sức ép lên nó là chính quyền ở tại Việt Nam này, để gì, yêu cầu là thả thằng nó là Nguyễn Văn Đài ra, để gì, để cho nó là hả được có là xuất cảnh nó là tị nạn chính trị đó, vân vân. Đó, theo đó là yêu cầu của là bố Mỹ và gì? Của bu là hả EU. Mà hiện nay thì đám khủng bố Việt Tân nó đang PI đấy. Qua đây đồng thời chúng ta cũng thấy được rằng cái sự dắt chanh bỏ giỏ và nó khốn nạn của gì, của những kẻ gọi là đấu tranh cho dân chủ, của những nhà yêu nước, vân vân. Cái kết cục đó là hiện đang hiển hiện trước mặt là sẽ đối diện với các bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Còn đó là hả một số kẻ ở nước ngoài hiện nay đang cố tình PI để kiếm tiền để giải ngân à, mà chúng nó chỉ đưa đi những thằng nào có giá trị nhất và chúng nó có thể lợi dụng để kiếm tiền cho chúng nó, trong đó là chính là Nguyễn Văn Đài. Còn lại năm thằng kia thì hiện nay người thân của nó thì nó chạy đi khắp nơi cầu xin năn nỉ ỉ ôi các tổ chức nước ngoài này kia đi để hòng can thiệp để tha thả là hả năm cái tên này. Nhưng mà xem ra thì chẳng mấy ai đối hoài tới, ngay cả thằng tổ chức khủng bố Việt Tân nó cũng chẳng thèm đối hoài tới, mà nó hiện nay nó chỉ với cố giúp đỡ và nó PR cho Nguyễn Văn Đài trở thành là một cái nhân vật là hot nhất của nó, để chi, để nó mới có thể giải ngân được, nó mới có thể là kiếm tiền của là cộng đồng hay là kiều bào hải ngoại vân vân và vân vân. Đó là một cái sự thật nó quá phũ phàng. Nhưng mà thật ra thì đối với mấy cái nhà dân chủ thì đối với họ thì họ chả cần biết gì đâu, bởi vì hai con mắt của họ đã bị những đồng đô la lẻ nó che mờ rồi, và trong mắt của họ thì chỉ có đô la mà thôi. Và sau khi bị tống vào tù bóc lột vài chục năm ra thì lại tiếp tục dẫn theo cái con đường cũ mà thôi, chứ có cái gì mới đâu. Bởi vì những kẻ này có công ăn việc làm có quái gì không, công ăn chuyện làm tù tội nữa, ra lại tiếp tục là đi theo cái con đường cũ, chứ không muốn là đi làm ăn chân chính. Nếu như người ta có công việc làm ăn chân chính không ai đi làm những cái chuyện ba dơ như vậy và phá làng phá xóm. Để rồi sau đó thì sao? Để rồi sau đó thì bị tống cổ vào tù, lập tức là sẽ được cái gì, cái trò tỉ tê khóc thương của mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại, và nó gắn cho cái biệt danh và cái mác là gì, tù nhân lương tâm, nhà hoạt động là dân chủ bị đàn áp các kiểu vân vân và vân vân. À, đây là sau đó chúng nó thấy có giá trị để lợi dụng để kiếm tiền thì chúng nó gì? Cầu xin mấy cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại, bố Mỹ rồi của nó can thiệp cái gì? Để bảo trợ chúng nó đi, bảo lãnh chúng nó đi, đơn giản như thế thôi. Và hiện nay thì thằng Nguyễn Văn Đài này đã được gì, đang được các tổ chức chống cộng ở nước ngoài đã xúc tiến việc là bảo lãnh nó đi, chẳng có gì lạ cả. Thấy bất cứ một cái nhà hoạt động dân chủ phản quốc nào mà bị đưa ra tòa mà có giá trị lợi dụng là chúng nó sẽ tìm mọi cách gì? Bảo lãnh đi nước ngoài tị nạn chính trị à, sang bển tiếp tục là nghề kinh doanh chính trị sổ mướn, nó hiện hữu vậy đó. Dân đen như chúng tôi còn biết, đừng nói chi là ai. Cho nên mấy trò của mấy người gì chỉ là gì, chỉ để diễn cho mấy thằng chẩu mà 10 ngón vậy đó. Nó trên mạng nó xem thôi, chứ nó thật không ai mà muốn xem các vị diễn trò hết. Bởi vì sao? Bởi vì các người diễn siết á mà nó còn thua cả gì, thua cả gặp siết á, nhầm chứ. Nếu mà nói về cái trình độ diễn siết và diễn hề của các người á, nhiều diễn viên hề và diễn viên siết nổi tiếng hiện nay họ cũng phải quỳ xuống và bái phục các người về cái độ mà diễn hài của các người. Hiện tại thì phiên tòa xét xử 6 tên trong cái hội anh em dân chủ này tại thành phố Hà Nội. Thì hiện nay thì bọn nó là hả dân chủ cuội tụi nó đang mò đến đây và tập trung đi để là hả chụp ảnh quay phim để gửi ra cho nước ngoài cho mấy đám chống cộng, để chúng nó gì, chúng nó là hả lấy đó làm bằng chứng để gì, để viết những bài tuyên truyền và xuyên tạc để gì, để hòng là nhờ bố chúng nó là ngoài cái chuyện là giải ngân cho tụi nó ra thì cũng để cứu thằng Nguyễn Văn Đài.
bảo lãnh cho nó sang Mỹ theo diện là nhân đạo vân vân các kiểu. Thì các anh chị hãy chờ xem, màn kịch bây giờ nó quá vụng về. Và hiện nay thì coi như cái chiêu bài gọi là rắn mát là đấu tranh dân chủ để gì, để kiếm vé xanh đi tị nạn ở nước ngoài, nó đang hiện hữu đó thôi. Thế bất kỳ cái gì mà muốn đi nước ngoài cứ việc là hoạt động dân chủ sao nó bị cầm đầu, đó là gì? Sẽ được đi ra nước ngoài liền, có vé xanh liền. Có nghĩa là cái việc là phá hoại đất nước đi thì sẽ được đi ra xứ thiên đường ở. Xem ra thì những cái viện mà để đi nước ngoài trước đây như là HO, rồi sau đó là viện Con Lai, rồi viện Gia Đình, thì hiện nay thì bị là chính quyền Mỹ nó kiểm soát ngặt quá, cho nên là khó đi được. Giờ chẳng còn đường nào để đi được hết, chỉ còn đường duy nhất đó là gì, là trở thành là phản quốc, hoạt động dân chủ cùi đó, chống phá chính quyền, rồi sau đó là gì, bị còng đầu vô chạy, cái là sẽ lập tức là được là gắn mác tù nhân lương tâm, nhà hoạt động đó là chính trị đối lập, sẽ có chiếc vé xanh đi Mỹ ngay. Bây giờ là xem ra mấy nhà dân chủ cùi là thích thi đi theo diễn cái trò này mà đi theo cái con đường này, nó có xác suất cao hơn là mấy cái đi theo mấy cái diễn kia. Thôi em vô chơi chơi vui vui vậy thôi. Hiện nay thì bọn dân chủ cùi tụi nó đang tập trung ở lại là thành tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, mà mấy anh em ở là cô chú bác ở Cờ Đỏ ở ngoài Hà Nội cũng nên dạy dỗ cho cái bọn bọn phản quốc này, nó cho tụi nó một bài học để cho chúng nó bớt cái diễn những cái trò hề, tại vì bọn này ngày càng líu láo, nếu như không dạy cho chúng nó bài học thì chúng nó gì càng được nước lầm tới. Thôi tôi xin chào mọi người.